bán đất phố Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, ngay gần đèn xanh đèn đỏ. Rất nhiều diện tích khác nhau, du khách có nhu cầu mua đất phố Ngọc Trì, phường Thạch Bàn vui lòng liên hệ nhà đất Long Biên .vn. Xin cảm ơn. Đây vị trí ủy ban phường Thạch Bàn. Đèn xanh đèn đỏ ngã tư phố Thạch Bàn, phố Ngọc Trì, đường Phố Linh.